Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là những thông tin trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thực hiện đề án quản lý nhà kính, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hiện ngành chức năng cùng với chính quyền các địa phương trong tỉnh chủ động rà soát, tuyên truyền người dân từng bước giảm thiểu diện tích nhà kính. Với khoảng 4.500 ha diện tích nhà kính, trong đó thành phố Đà Lạt chiếm trên 55% số diện tích nhà kính trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cùng với các địa phương tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch, tuyên truyền lộ trình giải tỏa di dời nhà kính xây dựng vi phạm quy định, quản lý sử dụng diện tích đất sau giải tỏa di dời, tổng hợp nhu cầu để thực hiện công tác hỗ trợ các hoạt động di dời chuyển đổi sang canh tác ngoài trời. Cùng với đó, rà soát tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét ban hành các quy định về xây dựng, nâng cấp, sửa chữa và công tác quản lý nhà kính, các gói tín dụng vay vốn ưu đãi để thực hiện công tác đầu tư nâng cấp sửa chữa nhà kính, phục vụ sản xuất theo quy định của đề án. Ngoài ra, để đảm bảo nhu cầu sản xuất của người dân, ngành chức năng cùng các đơn vị chuyên môn hoàn thiện quy trình canh tác ngoài trời, xây dựng nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, không sử dụng nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu, lựa chọn, khảo nghiệm và chuyển giao hướng dẫn cho người dân sử dụng các chủng loại giống cây trồng phù hợp với phương thức canh tác ngoài trời, nhu cầu thị trường và mang lại hiệu quả kinh tế tương đương cho người dân, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí để hỗ trợ người dân chuyển đổi phương thức canh tác, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Mục tiêu đến năm 2025 giảm khoảng 20% diện tích nhà kính trong nội ô, nội thị. Đến năm 2023, giảm dần và tiến tới không còn diện tích nhà kính trong nội ô, nội thị, khu dân cư tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.